chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Tôi từ Nghệ An đây. Dạ vâng, xin chào bác ạ. Câu hỏi của bác là gì đấy ạ? Câu hỏi của tôi là con gái tôi nó bị tật nguyền, tức là nó về hưởng về chế độ chất độc da cam. Dạ. Thế rồi nó yêu một thằng ở cùng xóm ấy, thì anh ấy nó cùng có vợ và hai đứa con trai rồi. Dạ. Thế nó yêu nhau nhưng nó không lấy. Nó bảo em chỉ xin anh một đứa con để đến khi em già yếu mà nhờ cậy. Thế là sinh ra một cậu con trai. Vâng. Thì nuôi đứa con trai ấy, đứa cháu ấy năm nay đã là 19 tuổi rồi. Nhưng khi năm nó 17 tuổi thì bố nó qua đời. À, được sao? Khi bố nó bị ung thư mà. Trước khi vâng. qua đời thì có là nhờ anh em nội ngoại là sang xin tôi đưa cháu về để nó xin gặp mặt ông nội vâng. bà nội. Dạ. Gặp mặt gia đình và cho bố nó gặp con lần cuối cùng. Vâng ạ. Thì tôi có cho đưa về để là gặp bố nó rồi gia đình. Và đến khi những ngày mai táng đó thì cháu vẫn sang là đóng gầy rồi làm cả cái thủ tục của người con trai. Dạ vâng. Nhưng mà rồi thì đã 2 năm qua rồi, cháu vẫn đi lại. Những ngày giỗ của bố nó thì nó vẫn là về để là hương khói rồi vào trong mộ mời bố về đi giỗ. Dạ. Và cũng cứ qua lại với bà nội, ông nội, rồi cái bà vợ bố vâng nó ạ. Đấy. Vâng ạ. Nhưng mà đến khi tôi hỏi là thế bây giờ có đổi họ cho cháu không? Nhận con. Vâng. Thì phải có họ, cùng họ với bố nó để nó hưởng quyền lợi và nghĩa vụ đóng góp của người con. Vâng. Nhưng mà khi bà nội nó và ông nội nó bảo là để tư tư xem có tốt được không ạ? À, là nói như vậy. Dạ, vâng. Rồi đã mấy 2 năm nay rồi nhưng cũng không đả đồng định chuyển vô họ. Vâng. Nhưng mà họ thằng bé thì vẫn là mang trong họ của mẹ nó bên ngoài. Dạ. Và cháu ngoan lắm, cháu là năm nay là cháu thi đồ đại học Bách khoa Hà Nội, cháu dạ, đang vâng. học online. Chúc mừng gia đình thì mình vẫn ạ. Đi lại là nếu như đã nhận cháu, nhận con thì phải đổi họ cho nó. Dạ, vâng, cũng là cái lý mà do rất là chính đáng. Vâng ạ. Chuyên gia Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bác ạ. Xin mời ạ. Vâng ạ. Vâng, xin chào bà ngoại đúng không? Bà ngoại cứ mang cháu từ lúc còn bé nuôi nấng đến bây giờ cháu trưởng thành. Này xin hỏi là mẹ nó ấy, tức là con gái bác ấy, khỏe không? Đang nói là bị chất độc da cam nhưng mà cháu tình trạng thế nào? Mẹ của cháu bé đó là bị hai chân khuèo không đi được, nhưng người là vẫn vâng. muốn bán. Ôi tốt rồi ạ, vâng. Thế là bây giờ là ba bà con ở với nhau đúng không? Bà này ba rồi. Bà cháu ở với nhau. Rồi. Vậy là mình dắt díu nhau từ những ngày tấm bé. À, bây giờ cháu nó trưởng thành, nó là chàng trai, nó có hiếu, có nghĩa, nó học hành tử tế, nó đi đại học rồi. Đấy là một điều mà vô cùng hạnh phúc, đó là một điều vô cùng quan trọng. Cái việc mà cái bố nó mất xong rồi, trước lúc mà mất đi cũng có muốn một cái tâm nguyện là được nhận họ nhận hàng. Thôi mình làm cho nó chọn nghĩa đạo tình của cái người mà trước lúc chết ấy, cho nó vui thôi. Chứ mình chẳng trông đợi gì ở cái bên đấy đâu. Không, thế, không trông đợi gì hết. Ừ, thế còn cái tên, cái họ ấy mà, họ nào chả được. Mình, cháu mình, rồi mẹ nó đẻ ra, con mang họ mẹ là chuẩn. Ở nhiều dân tộc người ta gọi là mẫu hệ đấy, là con theo mẹ. Nhiều người ngày xưa chả biết là họ gì, cứ lấy họ Bác Hồ, họ Nguyễn cho nó lành. Ví dụ như vậy, thế thật ra thì cháu đang họ gì? Cháu là họ Nguyễn, nhưng mà họ mẹ là họ Đam. Rồi, bà không phải quan tâm, bởi vì thứ nhất là hàng xóm láng giềng, hai là bố nó mất rồi. Thế rồi về phía nhà mình thì cũng có một cái sự thế này, nó cũng không phải là đường đường chính chính. Mình đây là mình chen ngang, mình may mà ông kia bố nó là mất rồi, chứ còn không là cũng không bao giờ dám nói ra cái sự thật này đâu. Bố nó nghĩa là gì? Trong lúc đang có vợ con này đi quan hệ với mẹ nó là một cái người ngoài để mà có con, đấy là con ngoài gia thú, cũng không có tử tế gì đâu. Nhất là trong làng ngoài xóm người ta cũng có dị nghị, nhưng mà chẳng qua thôi, đằng nào bây giờ bố nó cũng mất rồi, cho nên bên kia người ta, nhất là bà vợ của ông ấy, bà vợ cả ấy, người ta cũng chẳng có ý kiến gì nữa, thôi người chết chết mất rồi. Thế thì về phía bà, tôi nghĩ rằng là rất vui với cái mình đang có đi. Con gái nhà mình sau này có đứa con ngoan ngoãn làm chỗ nương tựa, rồi mình có già thì mình cũng không thấy áy náy, không phải lo cho là mẹ nó để sau này đi lại không kém cỏi như thế, rồi ai trông ai nom. Thế thôi,
còn những cái nó không đáng giá trị. Giang bây giờ mà đổi về 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 bên họ ấy này, đương nhiên là được chia một xào đất chẳng hạn, giá 3 tỷ chẳng hạn, thôi thì cũng cố. Thế nhưng mà được cái gì đâu. Cơ bản nó sống với nhau nó ở cái nghĩa, cái tình, nó ở cái lòng, chứ còn thì chuyển sang họ ấy mà rồi sống chẳng ra làm sao thì họ làm gì, đúng không ạ? Mà rách việc ra bây giờ đi ra ngoài chính quyền ấy, sao lại đổi? Muốn đổi thì phải có làm đơn, muốn làm đơn thì cái ông ấy phải sống dậy để mà xác nhận rằng đây là con ngoài gia thú của tôi. Còn đây cái người chết thì chết hết rồi, thì ai mà đi xác nhận là tôi với cô ấy có quan hệ và đây là con ruột của tôi, đúng không? Tự nhiên để đào bới những chuyện cũ lên làm gì? Vui với cái điều mình có và xin chúc mừng là bà này, mẹ cháu này và cháu đang có cuộc sống rất yên lành nhé. Vâng ạ. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho gia đình của bác có được cái hướng giải quyết của mình ạ. Cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ Thanh Hóa. Vâng, tôi là Thanh Hóa đây. Dạ, vâng. Tôi là muốn hỏi chương trình một việc. Dạ, vâng, chúng tôi lắng nghe đây ạ. Nhà tôi ấy mà, nó gọi là cái bệnh zona thần kinh ở trong cái vùng kín. À, vâng ạ. Thế thì quan hệ có bị lây lan. Vâng, tức là anh hỏi cho bà xã đúng không ạ? Vâng. Chị nhà là năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Năm nay 50. À, 50, vâng. Câu hỏi của anh sẽ được chuyển tới bác sĩ. Xin mời bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Vâng, xin chào anh. Vâng, ừ, chị bị lâu chưa, được chẩn đoán lâu chưa? Lâu rồi chị. Nghĩa là mới có nửa tháng thôi. À, mới có nửa tháng. Thế và vâng. Đang điều trị à? Vâng, đang điều trị. Điều trị ở Bệnh viện Thanh Hóa ạ? Vâng. Vâng. Thế đặt thuốc à hay là uống? Cả uống cả bôi, vì nó có ra cả cái mép. Biết là zona hay là sùi màu gà? Người bác sĩ nói là zona thần kinh. À thế à, vâng, cái đấy thì chữa nó cũng hơi lâu. Thế và bây giờ cũng lo lắng là bị như thế mà vợ chồng gần nhau thì mình có bị lây không, đúng không? Vâng. Thế từ cái hồi mà như vậy thì đã sinh hoạt lần nào chưa? Sợ không dám đi hỏi. Sợ không dám à? Sợ lây bệnh không dám. Cái đó nó có thể lây đấy. Mà nhất là ở cái vùng kín. Vâng. Ừ, nó có tiết dịch. Nếu mà nó lại còn ở trong cái tình trạng viêm ý, thì nó gây tổn thương, nó gây xây xát nhá. Vâng. Thế và mình cũng lại xác định rằng là cho dù cái tỷ lệ mà lây nó cao hay thấp, thế nhưng mà khi mà gần nhau thì nó cũng không sung sướng gì. Và lại trong một cái tâm lý rằng sợ sợ thì nó cũng chả thấy khoái cảm gì, đúng không ạ? Cũng có nghĩa là bây giờ thấy như thế rồi vì không nghĩ đến cái chuyện là đúng nó ảnh hưởng, nhưng mà cái sợ là nó lây sang nam giới nên nó lây sang nam giới và nó lại làm đau vợ, cả hai cùng khổ. Vâng. Đúng không? Thế thì nếu mà chỉ lo là nó lây sang mình thì mình đã có bao cao su mà. Không, vậy giờ nhà tôi nó mẩn kinh lâu rồi cho nên chả cần cái nữa. Vợ chồng có phải là người ngoài à? Thế bây giờ anh đang lo bị lây bệnh mà. Vâng. Ừ, bao cao su có phải chỉ để tránh thai đâu, nó còn để tránh các bệnh, và đặc biệt là cái bệnh ở đường đó, đúng không? Vâng. Thế thì cứ bao cao su cho nó yên lành và nó cũng còn đỡ bị. Tại vì chị là bị zona thì nó cũng cần phải giữ sạch sẽ. Thì bản thân cái việc đấy cũng giữ cho vợ. Cái hiện tượng viêm của vợ ấy nhá, nó cũng đỡ hơn. Đó, và bản thân mình thì không biết là như thế nào thì mình cũng được bảo vệ. Nhưng mà thì chứ là nếu mà khỏi thì vẫn có lây không? Khỏi rồi thì làm sao mà lây? Và zona thì chữa hơi lâu chứ không phải nhanh đâu. Thôi thì chịu khó khắc phục và chồng mà gì nè, nó có vấn đề gì mà phải vội vàng phải dây cao su mà nó là mất cảm hứng cả hai vợ chồng. Cái đấy tùy theo cái cảm xúc của anh. Có những người thì người ta bảo cái bao cao su nó bảo vệ thì nó mới có cảm xúc dâng trào, nó mới không sợ nọ không sợ kia. Thế còn anh thì có vẻ như là lại thấy rằng bao cao su thì nó lại làm cho anh có suy nghĩ khác đi. Thì cái đấy tùy anh, nhưng rõ ràng bao cao su là để bảo vệ anh và bảo vệ vợ. Nhá. Vâng.
Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng xin chúc hai vợ chồng của anh sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình. Của điện thoại khác, xin chào thính giả gọi điện từ Hưng Yên. Chị ơi, cách đây 5 năm em có sinh cháu xong ấy. Xong bây giờ nhà em không dùng cái phương pháp tránh thai nào, nhưng mà không đi có bầu trở lại chị ạ. À, tức là bạn hỏi hai vợ chồng đã sinh cháu được 5 năm và không dùng biện pháp tránh thai nào, tuy nhiên đến bây giờ thì vợ cũng không có bầu. Vâng. Câu hỏi của bạn xin được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng, bác sĩ sẽ tư vấn ạ. Xin mời. Chị cho em. Em ơi, tức là cái mong mỏi có con thì mới gần đây mong mỏi và mới phát hiện được ra là cái chuyện đấy đúng không? Nhà em nó cũng thuộc dạng tiếp người cũng khó có bầu bác sĩ ạ. Cách đây 5-6 năm ấy ạ, bọn em có khi mà cưới nhau xong thì có bầu, tức là em cũng không dùng biện pháp tránh thai gì nhưng mà rất khó để mang bầu ấy. Bọn em có ra bệnh viện phụ sản trung ương khám một lần. Thì các bác sĩ có nói là một bên ống dẫn trứng hẹp chị ạ. Thì em thì cũng uống thuốc theo bệnh viện phụ sản trung ương và theo các chỉ định của các bác sĩ. Nhưng mà cũng không có bầu. Nhưng mà cũng kiểu có bệnh thì vái tứ phương. Có mấy cái bà vào mách cái bà thầy nang ở trên dân tộc. Nhà em uống thuốc thì tự dưng lại uống thuốc đó tự dưng lại có bầu thì lại sinh cháu được. Bây giờ thì 5 năm rồi em cũng không dùng biện pháp tránh thai gì mà cũng chả thấy có bầu chị ạ. Thế thì như này, mà tức là cái việc mà khó có bầu ấy thì trước kia cũng đã đi khám và được chẩn đoán là bị hẹp một bên ống dẫn trứng, cũng uống thuốc theo bệnh viện phụ sản trung ương nhỉ. Nhưng mà vẫn cứ không có bầu. Thế và sau đó thì uống đông y hay là gì đó thì lại có hiệu quả ấy. Và khi mà uống thuốc của bà Lang đó ấy, thì mình đã có một con và bây giờ mình mong muốn có một con nữa. Thì một là mình đi lại bệnh viện phụ sản trung ương là cái nơi mà cũng là đầu ngành về phụ sản khoa ấy và chữa vô sinh ấy. Đấy, thì để xác định lại xem là cái sức khỏe của vợ, sức khỏe sinh sản của vợ như thế nào, các cái ống dẫn trứng ra làm sao, đúng không? Mà thả đi như thế cũng không được. Nhưng mà câu chuyện nó có thể là cũng không có lời giải. Bởi vì trước kia nó cũng còn không có lời giải. Huống hồ rằng là bây giờ 5 năm lại để thêm 5 năm nữa thì nó cũng khó. Về cái khía cạnh gọi là Tây y á là nó có khó khăn rồi. Trước kia chỉ hẹp có một bên mà can thiệp mà uống thuốc không có hiệu quả. Vậy thì cái bên hẹp vẫn cứ đang hẹp, thậm chí còn hẹp thêm một bên khác nữa và vợ em rơi vào tình trạng vô sinh thứ phát. Thế thì cái cách giải quyết, một là lại đi theo cái con đường mà mình đã thực hiện để có được một con ấy. Nếu như mình thấy rằng là đấy cái hồi bà Lang như thế là có tác dụng. Hai là mình lại đi can thiệp theo cái hướng điều trị vô sinh của bên Tây y. Đó. Thì lúc đấy mình phải đi khám xét đầy đủ để tìm hiểu nguyên nhân nó có phải do tổn thương thực thể hay do nội tiết hay do vấn đề gì. Thì lúc đó người ta sẽ xác định được cái hướng điều trị hoặc là can thiệp để điều trị bệnh để sinh con được tự nhiên. Hoặc là muốn có con thì là phải đi thụ tinh nhân tạo. Còn nếu không thì thử lại tìm lại cái số địa chỉ của bà Lang kia xem nhé. Hình như là nó có duyên gì đó với cái bài thuốc đấy mà mình đã có được kết quả rồi thì thử xem. Nếu không được mà vẫn cứ quyết tâm có con thì mình đi sang Tây y để thụ tinh nhân tạo thì nó cũng là một phương án khác em nhé. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Hy vọng rằng vợ chồng của anh sẽ sớm có tin vui ạ.